Mấy tuần trước khán giả nhìn thấy được Trọng Hiếu hát bài ballad và hát bài tiếng Việt. Tuần này thì Trọng Hiếu rất là hào hứng được quay lại cá tính và phong cách biểu diễn của mình trước nay. Nhưng Trọng Hiếu muốn vượt qua giới hạn của mình và biểu diễn một kiểu nhảy mới mà Trọng Hiếu chưa bao giờ thử trên sân khấu. Vì thế Trọng Hiếu mong là các bạn sẽ hứng thú với sự khác biệt này. Give me some hot salsa. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live a crazy life, but she takes away your pain like a bullet through your brain. Come on, outside, inside out, living la vida loca. Make you live a crazy life, but you take away your pain like a bullet to your brain. Come on. Cảm ơn Trọng Hiếu, cảm ơn vũ đoàn O và vũ đoàn LC. Quý vị ơi, hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho Trọng Hiếu với cú pháp 7 và gửi về tổng đài 6370. Wow, đã quá Trọng Hiếu ơi. Đêm nhạc sôi động này đúng là đêm của Trọng Hiếu đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Tôi nghĩ sẽ có rất là nhiều người muốn nói, cho nên tôi chỉ nói một điều. Nếu mà chúng tôi đi thi á, mà cái đề như vậy á, và với em tôi nghĩ là trúng tủ. Tôi nghĩ là vòng này em đã được trúng tủ rồi, cho nên tôi sẽ nhường. Hiếu không hiểu đâu. Xin lỗi, em không hiểu. Từ đấy. Chỉ có một cái lời khen dành cho em như thế này. Bình thường á, những cái vòng trước á, khi mà trúng tủ của em á, là em làm điên loạn hết trơn á. Nhưng mà ngày hôm nay á, em làm ít hơn mọi lần, nhưng mỗi một cái mà em làm nó rất là chất và nó rất là đáng. Và nó rất là đúng thời điểm. Đó. Và cái ngày hôm nay em hát cũng rất là tốt nữa. Và cái bài hát rất là hợp với em. Em có một cái sự lựa chọn hoàn toàn. Cảm ơn chị. Hoàn hảo. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Thu Minh và cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.